Shop Xe 88 xin chào các bác. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88 đang trong đại dịch Corona. Rất là nhiều các bác đã tìm đến nhiều phương pháp để nâng cao sức khỏe, tạo ra sức đề kháng để chống lại con virus rất là độc và nguy hiểm nhất hiện nay. Thì em vừa đi ra ngoài về, các bác nhìn thấy em đeo khẩu trang. Thì tất cả hiện tại bây giờ chúng ta phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe. Thì hôm nay em chia sẻ cho các bác 3 bí quyết để nâng cao sức khỏe như là tạo nên một sức đề kháng tốt để chống lại virus corona đang tạo nên cơn trọng trên người nguy hiểm như hiện nay. Thì đầu tiên đó là như theo bộ y tế các bác nên rửa tay sạch sẽ ít nhất 20 giây và rửa tay liên tục có thể 1 tiếng các bác rửa lần, hoặc là khi tiếp xúc với những người có triệu chứng như ho sốt thì các bác nên rửa tay. Và thứ hai là các bạn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người ho sốt để tránh nước bọt người ta khi người ta ho hoặc bắn ta thì các bạn chạm vào tay và hít thở vào. Và thứ ba đó là các bạn ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc để tạo ra một giờ cái sức khỏe nó tốt hơn, đừng có thức khuya quá tạo ra không có tạo ra kháng thể. Và tiếp theo đấy là một cách để nâng cao sức khỏe. Cái thứ hai thì các bác có thể chạy bộ, tập thể dục, tập gym hay tập yoga cách rất là tốt. Em cũng chuẩn bị tham gia một cái lớp đó là lớp tập gym để nâng cao sức khỏe của mình. Và cách thứ ba xin giới thiệu các bác đó là đạp xe thực chất là sẽ nhẹ nhàng hơn. Thứ nhất là mình có thể vừa đi hóng gió quanh hồ, đi với bạn bè rất là vui và sức khỏe mình có thể nâng lên. Đạp xe các bác thể chữa được các vị dây đệm này, chữa được đau gai cột sống hay là chữa đau khớp chân, khớp tay. Và đặc biệt là nó có các bác khi đạp xe nó sẽ thư giãn, thoải mái rất là nhiều. Đấy là 3 cách để các bác nâng cao một sức khỏe, sức đề kháng. Đấy là bí quyết mà sau khi tìm hiểu cũng như là sau khi đã trải qua thì em xin chia sẻ cho các bác để các bác có thể tạo được sức đề kháng tốt chống lại virus corona. Chứ virus corona là không có hại lắm đâu, các bác chỉ cần có sức đề kháng có thể khỏi, vì rất là nhiều người đã khỏi chứ không phải không khỏi, chỉ những người nào sức đề kháng kém và đã có bệnh sẵn thì nó lây lan ra và tạo nên một số bệnh khác gây chết người. Đấy là 3 cách, đó là các bác hàng ngày vệ sinh sạch sẽ, ăn ngủ nghỉ giờ ngủ giấc và ăn những hoa quả tươi sạch để nâng cao sức khỏe bên trong. Và thứ hai là các bác tập thể dục thể thao, có thể là tập gym, tập yoga hay là tập chạy để sức khỏe. Và cách thứ ba là có thể đạp xe thì chữa được nhiều bệnh hơn, đó là chữa được cả đau thoát vị đĩa đệm này, đau khớp chân và đặc biệt là thư giãn đầu óc rất là tốt. Hiện tại em đang có cung cấp tất cả các môn thể thao, các bác có thể alo trực tiếp online 0933 822 186 hoặc 0936 307 307 để đặt hàng để các bác mua xem, hoặc tư vấn miễn phí qua Zalo 0936 307 307 hoặc truy cập website xe88.vn để em có thể được thông tin chi tiết tất cả các mẫu xe, hình ảnh video, giá bán thực tế trên website và mã số thuế công ty. Nếu bạn thể tin tưởng hoặc qua trực tiếp khối showroom xe 88 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để xem xe, mua xe chi tiết. Bắt đầu thì video này hay cho em một like cũng như đăng ký kênh để video sau tốt hơn. Đây là 3 bí quyết mà em chia sẻ cho khách hàng nào đang cần nâng cao sức khỏe để biết được. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bác.